Sau thành công của Murder on the Orient Express 2017 và Death on the Nile 2022, thám tử Hercule Poirot đã trở thành gương mặt được yêu mến không kém Sherlock Holmes. Trong phần phim thứ 3 mang tên A Hunting in Venice, tựa Việt, Án mạng ở Venice, vị thám tử râu kẽm sẽ phải đối mặt với các thế lực siêu nhiên có liên quan đến bà đồng do Dương Tử Quỳnh thể hiện. Trailer mới nhất của A Hunting in Venice đã hé lộ thêm nhiều yếu tố tâm linh và rùng rợn. Tất cả bắt đầu khi nữ quý tộc Rowena Drake, Kelly Riley muốn gọi hồn cô con gái mất một năm trước vì một lý do bí ẩn. Nhiều người thân của Rowena góp mặt trong buổi lễ do bà đồng do Reynolds, Dương Tử Quỳnh thực hiện. Nhưng cũng từ đây nhiều hiện tượng ghê rợn bắt đầu ập đến. Khi một vụ án mạng kinh hoàng xuất hiện cũng là lúc Hercule phải vào cuộc. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa cái chết của con gái Rowena và vụ án mạng vừa xảy ra. Giới quý tộc Venice đang che giấu những bí ẩn đen tối nào. Ai là thủ phạm thật sự? Ai sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo? Trong số 3 bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Agatha Christie do Kenneth Branagh thực hiện thì A Hunting in Venice chính là tác phẩm giật gân và ly kỳ nhất. Phim chứa đựng nhiều yếu tố siêu nhiên, rùng rợn với các hồn ma lẩn quất trong dinh thự của Rowena. Nhiều hình ảnh đáng sợ liên tục xuất hiện khiến người xem tò mò liệu chỉ là ảo giác, một màn sắp đặt vô cùng tinh vi của thủ phạm hay ma quỷ có tồn tại. A Hunting in Venice được chuyển thể từ cuốn sách Halloween Party 1969. Tuy nhiên, phim sẽ không bám sát nguyên tác như hai phần trước mà sẽ có nhiều sự thay đổi thú vị, đơn cử như bối cảnh được thay đổi từ Anh sang Venice, Ý và nhân vật do Reynolds của Dương Tử Quỳnh khác ra bản gốc. Vai diễn do chủ nhân tượng vàng Oscar thể hiện hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ cho tác phẩm. Kenneth Branagh tiết lộ, nhân vật do Reynolds là bị thu hút đến dinh thự này khi biết có một nữ quý tộc sẽ trả mọi giá để nghe thấy giọng nói của đứa con đã chết. Đây là một việc khó tin, nhưng Dương Tử Quỳnh mang sự hấp dẫn to lớn vào vai một người thấy và tin rằng họ có thể nói chuyện với người chết. Thứ gì cũng có giá của nó và cô ấy biết rõ chúng là gì. Bên cạnh Dương Tử Quỳnh, A Hunting in Venice vẫn sở hữu đặc sản của thương hiệu chính là dàn sao tên tuổi gồm Phyllis Allen, Camille Cottin, Jamie Nolan, Tina Fey, Jude Law, Ali Khan, Emma Lett, Kelly Riley, Ricardo Camao.